Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay kênh Bonsai Cần Thơ có dịp đến viện cây sắt tỉnh Sóc Trăng và có ghé chỗ nhà của anh Tấn và có review và báo giá chi tiết một số cây nguyệt quế luôn nha bà con. Và bây giờ mình đi vào trong mình review trực tiếp luôn. Rồi chào anh Tấn Tấn ha. Chào bà con, rất vui được gặp lại bà con. Hôm nay Hoàng Tấn có một số hoa nguyệt quế xin giới thiệu với bà con, mong bà con ủng hộ. Rồi, số điện thoại của Hoàng Tấn là 0375 337174, có Zalo luôn bà con ơi. Rồi đầu tiên vô hoa số 1 luôn. Rồi, số 1. Lùng lực bà con ơi. Cái này về là chơi liền, xài bông liền bà con ơi. Rồi, số 1 hoành thân 42. Cao 59. Đế cũng khá là đẹp đó bà con. Cái này giao lưu như rồi pho này em giao lưu giá 1,2 triệu bà con ơi. Bao ship toàn quốc luôn ha. Bao ship toàn quốc luôn. Rồi đổi bà con ơi. Ôi khỏi số 2. Khỏi số 2 hoành thân 38. Cao 59. Đế nở luôn bà con ơi. Gốc nở đế đẹp. Quỳnh thân 38 cào 59 mã số 2 giao lưu giá 1 triệu bà con ơi. Bảo ship toàn quốc cho bà con luôn. Rồi cây số 2 giá 1 triệu luôn. Rồi đổi luôn. Ôi, số 3 bà con ơi. Số 3 Quỳnh thân 38 cào 59. Hoành thân 38 cao 59. Giá nhiều luôn. Rồi khỏi số 3 vô luôn giá 900 luôn bà con ơi. Rồi khỏi số 3 giá 900. Rồi 900. Bao ship toàn quốc luôn nha bà con. Bao ship toàn quốc cho bà con luôn. Luôn. Ôi khỏi số 4. Cốt đế khá là đẹp nha bà con. Rồi phôi số 4 hoành thân 31 cao 79. Hoành thân 31 cao 79 bà con ơi. Rồi phôi số 4 vô lưu giá 1 triệu luôn. Bao ship toàn quốc cho bà con luôn. Luôn. Rồi số 5 hoành thân 34 cao 69 luôn. Hoành thân 34 cao 69 cũng là một cốt luôn bà con ơi. Rồi vô số 5 vô lưu giá 800 bà con ơi. Rồi hỏi luôn. Rồi số 6. 6 hoành thân 38 cao 59. Hùng lực luôn bà con ơi. Hoành thân 38 cao 59. Rồi hồi số 6 vô lưu giá 800 luôn. Bao ship toàn quốc cho bà con luôn. Rồi, tới đây luôn. Hỏi luôn. Số 7. Số 7 hoành thân 35 cao 49. Cũng là phôi lùng lực luôn bà con ơi. Hoành thân 35 cao 49. Rồi phôi số 7 vô lưu giá 700 luôn bà con ơi. Bao ship toàn quốc cho bà con luôn. Hỏi luôn. Rồi số 8 hoành thân 35 cao 59.
nở đế cũng khá là đẹp thôi bà con. Rồi khoai số 8 vô lưu giá 1 triệu luôn bà con ơi. Bao ship toàn quốc cho bà con luôn. Rồi đổi luôn. Rồi số 9. Số 9 Quỳnh Thân 29 cao 59 luôn. Dán bài nha bà con. Đế cũng khá là đẹp. Thân 29 cao 59. Rồi phô số 9 vô lưu giá 600 bà con ơi. Bao ship toàn quốc cho bà con luôn. Rồi đã phôi luôn nè. Rồi số 10. Số 10 Hoành Thăng 35 cao 59 luôn bà con ơi. Số 10 Hoành Thăng 35 cao 59 vô lưu giá 500 bà con ơi. Bao ship toàn quốc luôn. Rồi thổi luôn nè. Luôn. Hay lấy tới mà quên. Số 11. Rồi 11 bà con ơi. Hoành Thăng 38 cao 69. Hoành Thăng 38 cao 69. Rồi phôi số 11 vô lưu giá 1 triệu luôn bà con ơi. Rồi đổi luôn. Ôi, phôi số 12 bà con ơi. Ôi, phôi số 12 Hoành Thăng 41 cao 69. Mày đâu vậy? Hoành Thăng 41 cao 69. Rồi phôi số 12 giao lưu với giá 1 triệu luôn bà con ơi. Mới luôn bà con ơi. Rồi phôi số 13 Hoành Thăng 35 cao 69 luôn. Hoành Thăng 35 cao 69. Rồi phôi số 13 vô lưu giá 800 luôn bà con ơi. Rồi đã phôi luôn. Phôi số 14 Hoành Thăng 38 cao 79. Cốt nở đế cũng khá là đẹp nha bà con. Cây một cốt lắc múa rồi nha. Rồi cây số 14 Hoành Thăng 38 cao 79. Rồi số 14 vô lưu giá 1 triệu luôn bà con ơi. Rồi số 14 giá 1 triệu nha bà con. Bao ship toàn quốc luôn. Bao ship toàn quốc cho bà con. Luôn à, thế. Số điện thoại em là 0375 3371 74 có Zalo luôn bà con ơi. Rồi đổi luôn. Rồi 15 Hoành Thăng 35 cao 79. Rồi số 15 Hoành Thăng 35 cao 79. Điểm là một cốt bà con ơi. Hoành Thăng 35 cao 79. Hồi số 15 giao lưu giá 600 luôn bà con ơi. Rồi cây số 15 giá 600. Bao ship toàn quốc cho bà con luôn. Rồi đổi luôn. Rồi phôi số 16 Hoành Thăng 30 cao 69. Số 16 Hoành Thăng 30 cao 69. Rồi phôi số 16 vô lưu giá 700 bà con ơi.
nổi luôn. Ôi, hổ số 17 lùng lực bà con ơi. Hổ số 17 Quỳnh Thăng 46 cao 69. Quỳnh Thăng 46 cao 69. Lùng lực luôn. Ôi, hổ số 16, số 17 giao lưu giá 1.3 triệu bà con ơi. Còn số 17 giá 1.3 triệu nha bà con. Dạ. Bao ship toàn quốc luôn. Bao ship toàn quốc cho bà con luôn. Rồi, đổi cây luôn nè. Đổi luôn. Rồi, 18 vẫn là phôi lùng lực. Quỳnh Thăng 36 cao 59. Quỳnh 36 cao 59. Hồi phôi số 18 giao lưu giá 600 luôn bà con ơi. Lùng lực trực lắc. Rồi, đổi cây luôn. Đổi luôn. Rồi, con số 19. Quỳnh Thăng 29, cao 79. Số 19, Quỳnh Thăng 29, cao 79. Rồi, thôi em giao lưu giá 600 luôn bà con ơi. Bao ship toàn quốc cho bà con luôn. Rồi, phôi số 20 cuối cùng của clip luôn. Quỳnh Thăng 39 cao 69, phôi số 20. Gốc nở đế khá là đẹp nha bà con. Quỳnh Thăng 39 cao 69. Phôi số 20 cuối cùng của clip giao lưu giá 900 bà con ơi. Bao ship toàn quốc cho bà con luôn. Rồi, phôi cuối cùng của clip. Rồi. Chào bà con luôn. Rồi, chào bà con. Mong bà con xem clip và ủng hộ. Chào bà con. Rồi. Cảm ơn sang thơ, xin cảm ơn bà con cô bác đã xem video. Nếu mình đã biết khi nào thì mình điện alo cho anh Tướng mình giao lưu nha bà con. Rồi, chào và hẹn gặp lại bà con vào video lần sau.